trưa ban giám khảo, em tên là Đặng Thị Như, học sinh lớp 9B, trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Trường Khay. Sau đây em xin trình bày sản phẩm của chúng em như sau. Như chúng ta đã biết, trong giai đoạn hiện nay, sự lây lan của dịch COVID-19 đang ngày càng lan rộng. Để hạn chế được sự lây lan của bệnh COVID-19, nhà trường đã lắp đặt hệ thống vòi rửa tay sát khuẩn cho học sinh tại cổng trường để học sinh rửa tay trước và sau khi đến trường. Nhưng trong quá trình sử dụng, em thấy ý thức sử dụng nước của học sinh còn yếu và quen lối sống gia đình và sử dụng nước một cách tùy ý, như là trong quá trình sử dụng còn đùa nghịch không khóa van khi không sử dụng gây lãng phí nước. Dựa trên vấn đề thực tế đó, chúng em đã có ý tưởng là làm ra một sản phẩm để hạn chế được lượng nước dư thừa trong quá trình sử dụng của các em học sinh trong để hạn chế được lượng nước dư thừa trong quá trình sử dụng của các em học sinh trong nhà trường và góp phần giáo dục cho học sinh ý thức sử dụng tiết kiệm nước. Qua quá trình trao đổi và thống nhất, tên sản phẩm là chậu rửa tay phòng chống COVID-19 cho học sinh. Cấu tạo của sản phẩm gồm 4 bộ phận chính: bộ phận chứa nước, bộ phận cắt nước, bộ phận sử dụng nước, bộ phận nước thải. Nguyên tắc hoạt động của sản phẩm này là khi người sử dụng trước chậu rửa tay thì chân của người sử dụng tiếp xúc trực tiếp với van, tạo ra một lượng nước chảy đến thành chậu. Khi người sử dụng không sử dụng nước nữa thì bỏ chân ra khỏi van, van tự khắc đóng lại. Với điểm mới của sản phẩm này là với vòi nước cũ thì người sử dụng phải tiếp xúc tay trực tiếp với van, nhưng với sản phẩm này thì người sử dụng không cần tiếp xúc tay trực tiếp với van nên việc rửa tay sát khuẩn có hiệu quả hơn. Chậu rửa tay phòng chống COVID-19 học sinh, quy trình thực hiện như sau: 1. Thảo luận thống nhất ý tưởng. 2. Phân công nhiệm vụ. 3. Xây dựng sơ đồ và thu mua nguyên vật liệu. 4. Hoàn thành sản phẩm. 5. Thử nghiệm và sử dụng. Cách lắp đặt sản phẩm là các thanh thép mạ kẽm được hàn với nhau tạo thành chậu là một hình hộp. Mặt trên của chậu là lắp đặt chậu và vòi nước và chậu. Phía dưới là hệ thống ống nước và nước thải. Sản phẩm sau khi được hoàn thiện có giá khoảng 1.556.000 đồng. Sau khi hoàn thiện sản phẩm và tiến hành sử dụng tại cổng trường, bước đầu nhận định sản phẩm hoạt động ổn định và thực hiện đúng mục đích của sản phẩm và tăng hiệu quả quá trình rửa tay sát khuẩn và giảm lượng nước trong khi sinh hoạt và sau khi đến trường có khi tại khu vực cổng trường của nhà trường. Nước đứng sau khi rửa tay tại cổng trường sau khi dùng sản phẩm trong một ngày, lượng nước tiêu thụ của 570 học sinh dùng trong một ngày là 3,5 mét khối, hết 17.500 đồng. Vậy là một tét nước khoảng 2 mét khối là không đủ dùng cho học sinh dùng trong một ngày. Nước dùng cho học sinh rửa tay tại cổng trường sau khi dùng sản phẩm trong một ngày, lượng nước tiêu thụ của 570 học sinh dùng trong một ngày là 2,3 mét khối, hết 11.500 đồng. Vậy là một tét nước 2 mét khối cơ bản là đủ cho học sinh dùng trong một ngày. Ngoài ra còn tiết kiệm cho nhà trường 6.000 đồng trong một ngày. Sản phẩm có thể được lắp đặt tại những nơi công cộng như khu bán trú, học sinh ở các trường học bán trú và nội trú. Ngoài ra có thể được sử dụng rộng rãi tại cổng trường và các trường học để sát khuẩn cho học sinh đến trường hoặc các cơ quan hành chính để sát khuẩn cho cán bộ, công nhân viên trong cơ quan. Sản phẩm chậu rửa tay phòng chống COVID-19 cho học sinh, sát khuẩn cho học sinh khi rửa tay hiệu quả hơn và tiết kiệm một lượng nước cho học sinh rửa tay trước và sau khi đến trường. Ngoài ra còn giáo dục được ý thức sử dụng nước khoa học, tiết kiệm cho học sinh tại nơi công cộng. Sản phẩm có thể được lắp đặt tại những nơi đông người như khu bán trú học sinh ở các trường học bán trú, nội trú hoặc các cổng trường, các trường học, cơ quan, nhà hàng ăn uống. Sản phẩm có thể được thiết kế thành một hệ thống gồm nhiều chậu với nhau.
sản phẩm thuyết trình của chúng em sau đây xin kết thúc. Em xin chúc ban giám khảo mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công trong công việc. Chúc hội thi thành công.